Thưa quý vị bạn, với mục tiêu đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, ứng dụng công nghệ cao, góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Thời gian qua thì ngành chăn nuôi tỉnh Hà Giang đã dịch chuyển mạnh từ chăn nuôi quy mô nhỏ, hộ gia đình sang chăn nuôi quy mô trang trại, sản xuất hàng hóa. Thời gian qua, Hà Giang đã triển khai nhiều cơ chế chính sách khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, chuyển hướng phát triển chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại với quy mô nhỏ và vừa. Chỉ riêng trong năm 2012, toàn tỉnh tăng thêm 49 trang trại, nâng tổng số trang trại hiện có lên thành 214 trang trại, trong đó có 2 trang trại quy mô lớn, 13 trang trại quy mô vừa, 199 trang trại quy mô nhỏ các trang trại chủ yếu tập trung ở thành phố hà giang bắc quang vị xuyên quang bình yên minh và bắc mê